Dạ em nghe anh ơi. Vâng ạ. Vâng. Anh yên tâm, em đang làm rồi ạ. Chắc chắn là sẽ xong trước thời hạn rồi. Anh yêu cầu luôn ạ. Vâng vâng, vâng anh yên tâm. Chắc chắn ạ, 100% ạ. Vâng, em trực tiếp anh làm đấy nhá. Dạ. Dạ. Vâng anh yên tâm, em đang làm rồi anh ơi. Anh yên tâm. Dạ vâng ạ, anh yên tâm chắc chắn là sẽ xong trước thời hạn luôn. Vâng ạ. Vâng vâng, vâng em chào anh ạ. Vâng ạ, em chào anh. Ai đó vào đi. Ôi mẹ mày lên ạ. Sao mẹ không gọi điện cho con? Mẹ sợ con bạn đấy mà. Vâng mẹ chờ con một tí nhá. Vâng ạ. Vâng anh lấy tiền. Dạ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng vâng. Vâng vâng. Dạ vâng ạ, em sẽ hoàn thành sớm ạ. Vâng ạ, vâng vâng vâng. Vâng em chào anh. Ơ em mới tới à? Vào đi em. Đây vào đi em. Em ngồi đi. Ở trong này. Mẹ ơi, đây là Ngân, người yêu con ạ. Ngân, đây là mẹ. Dạ, chào chào bác. Cháu không biết bác mới lên chơi ạ. Cháu ạ, à, chồng cháu rất xinh đấy. À này, hai đứa ăn hoa quả đi này. Mẹ mang từ quê lên đấy. Này, có khoai đây này, con ăn đi. Này con ăn đi con. Khoai. Thôi, con không ăn đâu, con xin phép con với Ngân ra ngoài. Bảo con đi có việc tí á, con xin phép mẹ. Shopping nhá. Ừ, ok em. Ok, mai qua đón. Ok em. Ok. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Mỹ phẩm hàng ngày là hàng tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác không nên dùng vì có hại cho da. Giống mẹ anh đó, giống mẹ anh đó. Bị nám hết. Anh thấy không? Cô. Anh. Sao anh dám? Đốt tôi. Anh ơi. Tôi không nghĩ con người cô là như vậy đâu.
biết con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Anh ơi, anh làm sao thế? Em có chưa nói hết cơ mà. Anh phải thường xuyên quan tâm và chú ý mẹ nhiều hơn. Mẹ cũng có tuổi rồi, anh phải để ý mẹ một chút chứ. Anh nên nhớ, mẹ chỉ có một mà thôi. Dù bận công việc đến mấy thì anh phải dành chút thời gian cho mẹ chứ. Hôm trước mình đi vậy, mẹ buồn lắm. Em mua sẵn đi rồi, tí về anh đắp mặt cho mẹ với em nha. Nha anh. Mẹ ơi, hôm nay con vừa được lấy lương. Và cũng là ngày 20 tháng 10. Cả cuộc đời con thì mẹ là lo cho con nhiều nhất. Mà con cũng không có cơ hội để mà con chăm lo mẹ. Con mải mê việc quá. Thì hôm nay có mẹ và Ngân, con xin phép được dẫn mẹ và Ngân là đi ăn mẹ nhé. Mẹ thích ăn món gì hả mẹ? Ôi sợ ơi, các con thích ăn cái gì thì mẹ ăn cái đấy. Thành vấn đề con ạ, cốt là vui vẻ là được con nhá. Vâng, thế thì ngon bổ rẻ thằng Tiến mẹ nhá.